Chào các em, đây là anh Tài đây. Liền bây giờ anh đang phát thanh từ Đà Nẵng. Ok. Trong video này muốn nói dù là mình lắng nghe người ta, của mình nói chuyện với người ta đó, mình lắng nghe người ta, nó rất là quan trọng đó bông. Là mình lắng nghe cái lý do đó bông. Là tại vì cũng mà người ta nói A rồi xong cái mình lặp lại B, hay là người ta kêu mình làm A xong cái mình làm B đó, nó sẽ khiến cho nó tạo ra cái sự bối rối trong đầu của người ta, phải suy nghĩ ủa sao mình nói nó A mà nó làm B làm gì vậy. Ok, thì sau lưng cái camera này có Ngọc đó không? Chào bà con Ngọc. Chào mọi người, mình là Ngọc. Okay. Thì á là anh với Ngọc đó mới ngồi xuống với người thiết kế, mình không nói nó là ai, tại mình chỉ cũng cái bài học thôi chứ mình không phải là mình lên mạng mình nói xấu người này người đó. Ok. Anh chỉ muốn nói bông là chia sẻ bông. Như cuối mà mình ngồi đó với mấy đứa mà thiết kế, em có để ý rằng là nó không có thiệt tình lắng nghe không? Có, em để ý nhiều lần. Em có thiệt tình thấy nó có xảy ra thiệt tình luôn mà. Em nhìn em thấy rõ không? Vâng. Em nhìn thấy nhiều lần cái vấn đề đấy. Ok. Thì như thí dụ như anh kêu nó thiết kế cái đường thẳng thì nó làm gì? Thì nó lại vẽ nó lại tròn, nó lại vẽ tròn. Cong. Nó lại vẽ sang những cái đường khác, xong okay. Anh lại phải chỉnh sửa lại. Đó. Thì em nghe nói mấy lần? Anh phải nói nhất 2 3 4 lần. Liên tục nói liên tục lại. Thì em nghĩ gì có tốt không? Em nghĩ gì không? Nó có tạo ra cái niềm tin trong lòng của anh không? Dạ không. Nó làm cho anh cảm thấy là ô, sau này là chuyên gia thiết kế mà sao lại để cho mình phải nói đi nói lại mấy lần. Mình nói nó dễ thẳng thì nó dễ cong, mình kêu nó dễ vuông thì nó dễ tròn, mình kêu nó dễ tròn thì nó dễ vuông. Vâng. Ok, thì cái lý do mà mình không muốn làm gì đó vô, để anh nói cho tụi em hiểu vô, là nó tạo ra cái sự bối rối trong đầu của cái người khách hàng. Thì như cố mà nó làm gì đó thì nó khiến cho cái đầu anh nó ra cái sự bối rối. Ủa, bọn nó không hiểu tiếng Việt sao? Ủa, bọn nó không muốn làm theo ý mình muốn sao? Ủa, sao nó mình nói nó tròn mà nó vẽ vuông chi vậy? Như mình kêu nó vẽ A, nó vẽ B, xong mình chỉ bên trái thì nó nhìn bên phải. Thấy không? Thì nó vậy, nó xảy ra thường xuyên. Ok. Thì tại sao cái đó không tốt? Tại sao đó không tốt? Tại vì là nó tạo ra cái sự bối rối trong cái người đang lắng nghe, cái người khách hàng của mình. Sau này không có cái gì á, nó chốt, nó giết cái chốt đó vô hợp đồng á, mau hơn á là cái sự bối rối trong đầu của người khách hàng. Đã. Ok, em ra ngoài đường em ăn nói gì đó không? Mà nó bối rối chừng nào đó là người ta sẽ không tin em chừng đấy. Dạ. Bởi mình không có muốn ra ngoài đường đó, mình ăn nói làm sao á mà nó bối rối xong người ta không có hiểu. Em hiểu không? Dạ. Ok. Tại vì cái hành động gì á mà người ta ghét nhất trên đời này, mình phải suy nghĩ. Đúng rồi. Dạ. Không có cái gì mà người ta ghét bằng á là phải suy nghĩ chứ. Bởi mình có mấy câu nói bông là mệt, nghe mệt quá, nghe nhức đầu quá, nghe chóng mặt quá. Dạ. Mình nghe người ta nói gì mà cái thực tế không phải là nó nghe mà nó khiến cho người ta chóng mặt. Nó không phải là nó suy nghĩ, nó mà nhức đầu á là tại vì nó nghe nhức đầu quá, nó nghe mệt quá. Mình cái miệng mình á, trong cái ngôn ngữ Việt Nam mình á, thì mình nói cái từ ở bông là nghe mệt quá, nghe nhức đầu quá, nghe chóng mặt quá. Đã. Mà cái thực tế không phải là nó nghe mà nó khiến cho mình chóng mặt hay nhức đầu hay là mệt. Đã. Mà nó tại vì mình nghe cái lời nói đó mà mình không hiểu được, sao nó rất là bối rối á, và sao nó khiến cho mình phải suy nghĩ. Đã. Suy nghĩ coi cái thằng này đang làm gì á, suy nghĩ coi cái thằng này đang nói gì á. Thì cái suy nghĩ đó nó mới khiến cho mình đó là chóng mặt, cái suy nghĩ đó nó mới khiến cho mình bối rối. Đã. Cái suy nghĩ đó bông nó khiến cho mình nó nhức đầu. Đã. Em hiểu không? Dạ. Thì đó là cái lý do á bông, mình không có nên á, anh khuyên tụi em á bông, gán tập luyện á, ăn nói á cho nó rõ ràng, để cho mình vừa nói ra một lần một á là người ta hiểu. Dạ. Xong rồi á, là khúc người ta nói ra đó bông, mình gán chú ý vô đó để mình lắng nghe coi người ta đang nói gì. Dạ. Thấy không? Nhiều người á thì cũng mà anh nói ủa sao em không lắng nghe anh nói gì, anh nói dễ thẳng á xong em dễ cong chị ạ, thì ta sẽ để thừa rằng á là anh là Việt kiều hay là
anh ngôn ngữ là không hiểu được. Mà cái đó đâu có cần Việt kiều hay là không Việt kiều. Vâng, đúng rồi. Cái đó mình, cái đường thẳng với đường cong á, nó khác nhau xa lắm. Dạ. Em hiểu không? Dạ. Bởi mình dùng cái lý do nó không được. Ok. Thì em thấy nó không có lắng nghe gì đó. Em thấy sao? Như em người ngoài em nhìn vô đi, em cảm giác ô. Em không biết là các anh ấy ở trong đấy các anh ấy suy nghĩ gì, nhưng mà khi em nghe anh nói á, khi em nghe anh một cái yêu cầu anh muốn đưa ra á, thì em người, ví dụ em người bên ngoài đi, em nhìn vô em nghe là em thấy là như mình ở bên ngoài mình nghe mình cũng hiểu được yêu cầu anh tài là gì, mà không hiểu tại sao mà các anh ở bên trong cái làm trực tiếp á, tại sao các anh lại không hiểu được yêu cầu đấy. Em cũng không biết cái lý do đấy thực sự là như thế nào. Dạ. Thì á, cái người vậy đi, mà họ không có lắng nghe được á, thì em đoán thử coi nó làm được cái mức độ cao được không? Em nghĩ là khó. Nó rất là khó. Dạ. Nó rất là khó. Cái thực tế là gì? Nó rất là khó. Okay. Như em thấy thì anh phải nhắc đi nhắc lại mấy lần á. Mấy chục lần chứ không phải là mấy lần. Vâng, nghĩa là mỗi một cái hạng mục là cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, xong rồi sang hạng mục khác lại phải nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại. Cái đó mình không nên làm. Vâng. Mình không nên làm, thiệt tình mình không nên làm. Ok. Thì em có câu hỏi gì về vấn đề đó không? Nếu mà giả sử đi mà em không biết lý do nha, nhưng mà nếu mà giả sử mà như anh đi, anh nghe một người khác nói mà anh giả sử anh chưa hiểu rõ được cái ý của họ thì anh sẽ anh sẽ hỏi kỹ lại cái ý của họ. Anh sẽ hỏi kỹ lại coi là họ ý họ nói là gì. Dạ. Không. Dạ. Cái này đấy không là nhiều khi đấy không. Dạ. Anh thấy nhiều đứa ngoài đời đó, nó muốn thể hiện rằng là nó khôn đó không, nó giỏi đó không. Dạ. Xong cuối mà anh chỉ nói gì không, nó ưa nói rằng em biết rồi, nó thể hiện nó biết rồi đó không. Dạ. Mà cái thực tế đó không cách nào nó biết được hết trơn á. Tại sao? Tại vì nó biết rồi thì nó đã làm đúng theo cái ý của anh rồi. Đúng rồi. Dạ. Nhưng anh chưa nói cái ý anh ra làm sao em biết được? Em không biết được. Dạ. Không cách nào á mà anh chưa nói cái ý của anh đó mà em biết được hết trơn á. Dạ. Cái xác suất rất là thấp. Dạ. Okay. Bởi mình không có cần là bảo rằng mình biết rồi, tốt hơn đó không là mình lắng nghe cái người khách hàng đó họ muốn cái gì. Dạ. Họ thiệt tình đó họ muốn cái gì, họ thấy sao. Dạ. Thấy không, thì lúc đó đó mình hẳn nên đó là trả lời. Dạ. Thấy không, tại vì là hai cái mà anh thấy không là nó hại cái không mình rất là lớn á, mà anh hồi đó anh làm rất là nhiều đó. Dạ. Là một cái bông là cứ mà người ta nói chuyện đó anh sẽ đoán thử họ đang nói gì. Dạ. Thà lắng nghe họ đang thực mình đang nói gì đó không, anh sẽ đoán ô cái ý họ muốn nói là gì đó. À, dạ. Mình không có nên làm gì, mình chỉ nên đó, mở lỗ tai ra mình lắng nghe họ đang nói gì. Dạ. Ok. Cái thứ hai đó là cũng mà anh còn nhỏ đó không, anh muốn thể hiện rằng là anh khôn lắm, anh giỏi lắm, anh biết hết à, biết không? Dạ. Và xong rồi cũng mà người ta nói gì đó, anh chưa cho họ cơ hội nói xong đó. Dạ. Là anh ăn cơm hết trước rồi. Là anh sẽ nói, ô anh biết, anh biết, anh biết, anh biết, anh biết. Mà cái thực tế nó biết mẹ gì không? Không. Không. Ok. Dạ. Thì mấy cái đó mà mình nên tránh khỏi, mình không nên làm. Dạ. Ok. Dạ. Ok. Ok. Thì mình sẽ ngừng video ngay đây.